khi bố giờ thì đâu có thiếu tình yêu không dám yêu ai mà dám yêu nhà giàu đất vách chắc gì đã có phong cách của một dân chơi thời nay người ơi theo mà chơi chất nhiều hơn vô kể một kỳ sống rất bao dung thật tâm tư tế chơi nào tính toán không bao giờ ai oán tuy nghèo thế thôi nhưng chơi khi chơi chất mất cuộc rồi phong cách người chơi ai đón được người ơi khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người chỉ khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi phong cách người chơi quá rộng đợt sẽ cất đi không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì nhà đúng không ạ? Mong mọi người ủng hộ cho ca sĩ Phạm Nghĩa Hiệp.
cảm ơn anh trai rất nhiều.